lại đi qua đây. Cái này chúng ta rất khó để mà chạy đó, mình sẽ bắt cua tới cuối đường. Nhưng mà các bạn sẽ thắc mắc tại vì sao lại có một cái màu tím tím gì ở giữa như thế này. Tại vì mình muốn tăng độ khó của cái trò bắt cua này hơn các bạn ơi. Mình đâu có dễ dàng như vậy. Tại vì chúng ta sẽ để một con gì đó, nó có thể bắn súng ở đây và nó sẽ bắn những cái đứa mà đang bắt cua ở đây, tụi nó sẽ bị gặp chướng ngại vật lý. Nè, mình sẽ cho một cái con này vô. Đó đây các bạn ơi, đây chính là một con zombie vô cùng đáng sợ, và đặc biệt là nó đang cầm cây súng, và cây súng thì có thể bắn được rất là xa. Mình sẽ thử cho các bạn coi nha. Chưa gì nó sẽ ngắm mình. Ôi, nó ngắm mình rồi kìa. Ok, bắt cua thôi. Ôi ơi, chưa gì là nó đã bắn mình rồi nè, các bạn thấy không? Để gọi mình sẽ thử lại. Nhảy nhanh lên trước khi nó bắn mình. Ôi, nó lại bắn mình nữa rồi. Trời ơi, thôi, không thử nữa, để xíu nữa mình xem tụi nó bắt cua như thế nào mới hấp dẫn chứ. Bây giờ tôi bắt cua tôi thấy khó quá các bạn ơi, tôi không chơi nữa. Được rồi, bây giờ anh hãy ở đây và lo công việc của anh nha, là bắn hết tất cả những đứa bắt cua ở đây. Còn tôi sẽ đi xây cái thử thách tiếp theo nha mấy bạn. Được rồi, đi thôi. Và sau khi chúng ta vượt qua được thử thách bước nhảy linh hồn, chúng ta sẽ đến với một thứ đáng sợ hơn rất là nhiều các bạn ơi. Đó chính là nóng trại ma quái.